Hello, chào mọi người, lại là mình đây nha. Ok, hôm nay mình sẽ review cái game là Cat Forest nha mọi người, gương mèo nha. Thì game này thường chắc là nó cũng chỉ nói về mèo thôi. Ok, dưới đây nếu trong vắt, không thấy mát mẻ, bạc hà, mèo xanh tươi, mèo meo, tận hưởng cắm trại và nằm non nhé. Ok, cái đó cũng khá hay đấy. Gì mà thì cũng phải có cơ hội làm mới rồi đi được. Để đi nhẹ thôi, lê bước. Chào chó mèo dễ thương của ta, lòng bàn chân cháu vẫn mềm như trước chứ. Cái đây không lâu, ông cháu bị thương trong khi nô đùa với bạc hà mèo đấy. Ông bà đang định nhượng lại cho cháu khu cắm trại trong rừng mà ông bà đang quản lý. Cháu đến thăm theo địa chỉ bên dưới nhé. Bà, chắc bà mèo đây. Mèo, cơ hội đến rồi, mèo, viết đơn suy nghĩ được thôi. Chứ mơ quay trở về làm nông, bắt đầu kinh doanh khu cắm trại. À, cái kiểu như là gì? Nông trại vui vẻ. Ok, đặt tên khu cắm trại là gì nhỉ? Randy. Ok. Rồi. Nếu như đây game nhiều chắc là mấy em mèo nha. Đây. À mấy em mèo là nông trồng trọt chăn nuôi. Nếu kéo thì có thể dành lại tâm. Chặt một cây nào. Chặt cái này. Ok. Chặt cây. Game đơn giản quá ha. Nhìn thật là dễ thương. Nhưng mà có mấy em mèo là rồi. Có hoàng thượng chơi là thấy vui đó. Nhấn vào đây. Nếu nhấn vào bắt ốc thì có thể di chuyển. Này. Nếu quen với thao tác cơ bản rồi thì mình bắt đầu nhiệm vụ nào. Mình đã viết một tiêu của bản thân trong 8 nhiệm vụ. Lấy 10 khúc gỗ, lấy 5 khúc vải. Giỏi rồi. Cần có cái liều để điều hành khu cắm trại. Nếu xây liều, khách sẽ đến. Ok. Cùng làm mỗi liều cần 5 cái. Vô đây. Đó này. Làm 1. Rồi nhấn đây. Làm việc xong thấy mất sức quá. Phải ăn gì cho mấy khỏe ra. Mẹ mèo què gì mới ăn. Mới làm việc cái bắt đầu làm biến này. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Lấy vải và đi xây liền từ nguyên nuôi xây dựng. Ok, như này gom hết nguyên liệu xây lều, mình cùng xây lều thử đi. Ok, xây dựng. Làm sao đây là vị trí không được xây dựng lều đây đi. Mang cái liều đây nè. Mang cái liều đây nè. Ở đây đi. Chị liều chạy ở đây cho nó xa, cho nó đẹp. Đó. Ok. Khách sắp đến rồi. Khách chỉ đến vào ban ngày. Hãy chăm chỉ điều hành khu cắm trại. Để hành khu cắm trại. Ok, tuyệt vời nhất trên thế giới. Yeah. Rồi. Nâng cấp tăng level 4 hả, không biết nữa. Nhiệm vụ cây lấy liều nấu mì hả, dưới đây nấu mì thì đây nấu mì làm nấu mì sao nữa. Nấu mì cho bếp nhà quản lý nha. Lấy dây thừng ở đâu? Dây thừng.
Ok. Làm nhiệm vụ hả? Rồi. Chặt cái này đi. Là gì đây? À, ban đêm hả? Ban đêm hả? Nhiệm vụ lấy dây thừng. Lấy dây thừng. À, chế tạo á. Mèo, đến bao giờ mới nâng cấp đây? Rồi. Xây võng. Xây võng xây làm sao? Ăn. Ăn. Da. Siêu. Ok. Gì nữa? À, mừng bông này kia hả? Đây liều nhỏ, liều to, không có đủ, không có đủ cái gì, vải hả? Vải hả? Vải đã nào? Vải nè, mấy cái vải, 5 cái vải lần. Yêu cầu gì đây? Ok, anh gì nữa? Đợi chút nữa khách đến. Ok. Xây võng. Xây võng xây sao? Phải. Game này khó hiểu quá hà. Ok. Không mới được. Vải. Coi được chưa, xây dựng nè. Ok. Gì vậy, thiếu năng lượng gì vậy? Cho ăn. Cái lúc ăn sao đây? Nấu ăn đây. Làm. Ăn. Ăn.
đây. Bạn ăn cắp. À chắc là phải thêm quản lý nữa. Thêm mấy cái má đồng đội á. Cô võng xây làm sao? Võng hả? Thêm củi. À đây rồi, bình thường này. Võng xây làm sao ta? CO nè. Dạ. Ok, sao nữa? Kìa, có nhiều người đến quá vậy. Game này dễ thương quá. Vô đây kiếm cái võng thôi. Công cụ nè, rìu, cần câu, gỗ. Ủa võng đâu? Xây võng từ menu xây dựng nhé, menu xây dựng ở đây nè, lấy thu nhộm hai củi. Ủa đâu thấy kêu võng đâu, không thấy kêu võng luôn á. À trong đây quá. Cái gỗ, gỗ câu cắt tiếp. Cắt. Sao ta? Ủa. Xây võng hả? Võng lại từ đâu ta? Ok, mình sẽ đi hết rồi. Không có luôn. Mì tươi, cần câu. Ủa võng mình đâu ta? Gỗ, gỗ câu cấp, giấy này kêu xây võng từ một menu xây dựng. Ủa đây mà chiếc gỗ quá hay gỗ câu cắt vải. Búa, rìu, cuốc, cần câu, xô. Không có. Buồn ghê.
ăn cái này nè. Game này có chơi quá không hiểu luôn. Nó kêu là cái gì? Cái võng, mình kiếm thấy cái võng là đâu? Game người vợ mà khó hiểu quá à. Nè, võng không lẽ lấy gì thần? Nhưng mà cái túi mình đâu, không phải cái túi luôn. Cấp phải đi thuận nước suối. Hay da, võng là ở đâu? Võng từ menu xây dựng. Menu xây dựng ở này hả? Menu xây dựng. Đây rồi, thiếu 5 cái vải. Trời ơi là trời, tức ghê á. Vải gì lấy đâu rồi đâu ra. 1 nè. Làm 5 nè. Đúng rồi. Chưa. Ok. Rồi giờ tao tiện nghi nè. Võng nè, xây võng nè. Kiếm chỗ xây võng nha. Thấy đẹp nè. Làm 5 gỗ trong bếp của văn phòng quản lý. Ok. 5 gỗ hả? 5 gỗ nè. Các bạn làm, các bạn cứ làm nhiệm vụ hết nha. Đây mà làm cái này là mấy cái mấy khách mình chứ là về ngủ á. Nè xong mình ngủ nè. Làm một xô trong bếp của văn phòng quản lý. Ok. Vậy chúng bắt trước khi làm xô thì mình sẽ xử lý cái cây này. Đây có một xô ha. Công cụ búa rìu cái xô. Ok. Có thể thêm nhân công. Ok. Cái xô này cần 2 sợi dây thừng. 2 sợi dây thừng chế biến sợi dây thừng ha. Chế biến 2 sợi dây thừng. Thêm nhân công rồi nè. Trang trí. Quá này cũng mua này luôn. Chỗ ở 10 cái này cũng được. Ok. Nâng cấp. Không có. Rồi bây giờ các bạn làm những ví dụ nha. Mẹ Mercedes đâu?
Deep Fat Nhạc. Thành tích Nhạc. Đây. Mấy má này phá đá không được hả? Okay. Gỗ. Thiếu nguyên liệu, thiếu gỗ. Cần có gỗ này với cần gỗ này. Nguồn sinh lực ấm áp nâng cao năng lực cho mèo. Ok. Rồi gì nữa? Ăn. Vô đây nữa đây. Chặt củi. Đó. Cung cấp thêm miếng củi nha. Cung cấp thêm gỗ. Để cho cháy lên á. Rồi. Làm một xô. Ok, làm cái xô phải không? Làm một cái xô. Làm một cái. Game này dễ thương quá. Cats Forest. Cats Forest. Nhưng mà khu rừng toàn mèo không. Những ai yêu mèo thì mọi người có thể tải game này về chơi thử nha. Cats Forest cho mọi người. Game này có trên CS Play á. Nó sẽ rất là nhiều nhiệm vụ dễ thương. Nhấn vào bộ xăm để lấy nước. Ok. Lấy nước nè. Đây nè. Gì nữa? Lấy nước nè. Rồi tăng level cũng chạy lên nhiều và ok. Tuyển nhân công từ menu tuyển dụng của văn phòng quản lý. Là ở đâu? Đây hả? Thế đây. Hay tuyển nhân công đây quá. Đăng quảng cáo tuyển dụng. Vị trí trống còn lại. À, đăng quảng cáo tuyển dụng. Đăng. Sao mắc dữ vậy trời. Ok. Thiếu tuyển tuyển nhân công rồi. Không đủ tiền rồi. Tuyển nhân công. Làm gì nữa đây? Chúng ta có chính sinh mạng. Mì tươi nè. Event nè. Mua nè. Mỏ bạc nè. Gì nữa? Rồi mèo tuyển dụng. Sao mấy mèo tuyển dụng mắc chân. Nhiều khe hơn, đồng ý. Còn đại đi.
Ok, trong game này thì cũng rất là nhẹ 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 nhàng lắm, mình cũng phải tải về chơi thử ha. Mèo game mất mèo mà có một mọi ông nội này cũng làm nó hơi cực. Ok mọi người, nếu mà cần chơi còn đâu thì việc tỷ được thêm nhân công này kia, hiện tại mình sẽ review game này kiểu như vậy thôi, chơi cũng đơn giản lắm. Các bạn làm thứ hai nhiệm vụ vô làm cái mấy này nè, xây nhà xây cửa này kia là được chưa vậy ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.